Vượt qua khó khăn nguy hiểm, các lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương đơn vị tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, kịp thời cứu trợ, hỗ trợ cho người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi cũng đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ ba ngày 20 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, công tác triển khai tìm kiếm 15 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba tiếp tục được triển khai khẩn trương. Ngày hôm qua, đoàn cứu nạn do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã tiếp cận đường hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng Ba. Để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, lực lượng Quân khu 4 tiến hành lập sở chỉ huy vệ tinh tại thủy điện Rào Trăng 4, đồng thời khẩn trương tiến hành khảo sát hiện trường, lên phương án tìm kiếm 15 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Phản ánh của nhóm phóng viên Công Tuấn Nam Anh theo đoàn công tác chuyển về. Thủy điện Rào Trăng 4 cách thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra sạt lở đất làm 15 công nhân mất tích khoảng 10 km. Nơi đây được Quân khu 4 chọn làm địa điểm lập sở chỉ huy vệ tinh, làm cầu nối cho ban chỉ đạo tiền phương tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để phục vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện lực lượng binh chủng thông tin Quân khu 4 đã lắp đặt xong các thiết bị, hoàn tất kết nối với ban chỉ huy tiền phương. Cùng thời điểm này, đoàn tìm kiếm cứu nạn quân đội do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã tiếp cận được hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 làm 15 người mất tích. Đồng thời khẩn trương tiến hành khảo sát hiện trường, khắc phục các điểm sạt lở tại đường 71 lên phương án tìm kiếm cứu nạn 15 công nhân mất tích còn lại. Điều khó khăn nhất là chúng tôi đã tập kết đủ lực lượng, nhưng trên trục đường 71 hiện nay là chúng tôi phát hiện được là đã sụt lở, cắt đứt hai đoạn đường với chiều dài khoảng hơn 50 mét. Muốn đi vào được thì phải mở đường mới để tiếp cận được với Rào Trăng Ba. Thì cái này là cái khó khăn nhất. Cái thứ hai á, ở trên cái công trường khối lượng đất đá rất lớn, chủ yếu là cái đá mồ côi. Cho nên là nếu như thi công tìm kiếm bằng phương tiện cuốc xẻng thì cũng rất khó khăn. Cho nên phải tập trung cái lượng máy móc nhiều nhất vào cái khu vực này, kết hợp với thủ công để tìm kiếm. Từ thủy điện Rào Trăng 4 đến thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường bộ còn khoảng 10 km với nhiều điểm sạt lở. Trong đó có 9 điểm sạt lở rất lớn. Để tiếp cận được hiện trường, đoàn cứu hộ phải di chuyển bằng xuồng máy. Hiện nay, tại thủy điện Rào Trăng 3, một nhóm công nhân khoảng 10 người vẫn ở lại hiện trường để hỗ trợ đoàn cứu nạn di chuyển và vận chuyển máy. Với một khối lượng đất đá lớn, trong khi đó, máy móc trang thiết bị vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường nên công tác cứu nạn sẽ còn nhiều khó khăn. Công việc của em là chạy xe thì cứ hàng ngày là cứ chạy xe ra để đưa đón những người đi đo lên để vào tiếp cận công trường. Từ ngày hôm bữa tới giờ là em chưa về nhà lần nào mà cũng chưa có thông tin. Em ở lại đấy để mong làm sao mà tìm được anh em để về với mấy người đó luôn. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không có mưa. Đây là điều kiện để công tác tìm kiếm được diễn ra thuận lợi. Hôm nay, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục bố trí thêm một số máy móc trang thiết bị, đồng thời điều thêm lực lượng công binh, nhanh chóng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích còn lại. Như vậy, đến nay, khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đã đưa được 24 người ra khỏi hiện trường, phát hiện 2 người chết, còn 23 người đang ở lại nhà máy để vận hành thủy điện Rào Trăng 4. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tiếp tục thiết lập cầu đường thủy để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân. Phản ánh của phóng viên Trần Hồng từ hiện trường. Công an Thừa Thiên Huế đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện tập trung vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị máy móc cần thiết, nhiên liệu, công nhân lái xe múc, xe xúc đưa vào Rào Trăng. Trong những ngày qua, do tuyến đường bộ 71 đi vào Rào Trăng bị sạt lở rất lớn và nhiều điểm không thể đi lại được, do về việc cứu hộ cứu nạn được lực lượng công an tỉnh triển khai bằng đường thủy và đã phát huy hiệu quả trong công tác cứu hộ cứu nạn, cũng như cung cấp lương thực thực phẩm cho cán bộ công nhân. Cầu đường thủy sẽ bắt đầu từ xã Hương Bình thị xã Hương Trà vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Bình đến đập thủy điện Rào Trăng 4 để đến thủy điện Rào Trăng 3.
Hiện nay cùng với triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phối hợp lực lượng quân đội để tìm phương án tác chiến nhanh, hiệu quả, an toàn. Được biết, Bộ Công an đã tăng cường thêm phương tiện đường thủy gồm 2 cano có mã lực lớn để phục vụ cho công tác vận chuyển lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm cũng như tìm kiếm cán bộ công nhân đang còn mất tích. Cuối giờ chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp triển khai giải pháp để thông đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3. Tham dự buổi họp có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng các lực lượng ban ngành liên quan. Theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình, ngày 19 tháng 10, đoàn cứu nạn gồm 18 người đã cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 và thủy điện Rào Trăng 3. Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, hiện còn khoảng 1 km mới tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4. Tuy nhiên, còn 3 ngầm tràn rất lớn, thời tiết mưa nhiều trong mấy ngày qua làm nhiều đoạn của đường 71 mới được khôi phục tiếp tục sạt lở lại nên việc thi công bằng cơ giới gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nữa là lượng đất sụt lở trên đường 71 từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 có nhiều điểm sạt lở, nhiều ngầm sâu, nhiều tảng đá lớn cần phải phá nổ. Phương tiện hiện có từ phía trong chỉ một máy xúc còn hoạt động được nên nhiệm vụ trước mắt phải điều vào hiện trường 6 đến 7 xe múc cùng lực lượng với kinh nghiệm tốt vào khai thông tuyến đường. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng trong việc tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác trinh sát, nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức như bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào thủy điện Rào Trăng 3, hỗ trợ công tác cứu hộ. Chủ tịch tỉnh cho biết, hiện các phương tiện cơ giới đã sẵn sàng tham gia công tác khôi phục tuyến đường 71. Do đó, bằng mọi cách phải thông tuyến đường 71 vào cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 một cách nhanh nhất. Đề nghị Thiếu tướng Hà Thọ Bình tăng cường công tác chỉ huy, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 để sẵn sàng thêm phương tiện, vật tư, nhiên liệu, lực lượng cơ động lên thủy điện Rào Trăng 4 để vào thủy điện Rào Trăng 3 trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về công tác cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang những thông tin khác. Chiều qua, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Buổi họp báo dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10. Đại hội với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế. Với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho trên 53.000 đảng viên toàn tỉnh tham dự. Trong đó có 304 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc, chiếm hơn 86%. Số đại biểu đương nhiên là 46 đại biểu. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và quyết định phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ mới, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của đảng. Đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 16 với 50 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên để bầu ban thường vụ tỉnh ủy, bầu bí thư và các phó bí thư, bầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị từ các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí, phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn đã làm tổ công tác thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng như phản ánh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà mong các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân toàn tỉnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, những kết quả đạt được và chưa được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ mới trong việc xây dựng cơ chế đặc thù để thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tăng cường công tác tuyên truyền văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn tỉnh, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch,
đồng thời tiếp tục tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020. Dự lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn. Theo số liệu từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2020, Quỹ vì người nghèo các cấp của tỉnh đã vận động được hơn 11,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, bên cạnh giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, hỗ trợ vốn sản xuất khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập cho các trường hợp khó khăn với số tiền 9,75 tỷ đồng. Dù đã có nhiều nỗ lực từ các chương trình hỗ trợ cùng tinh thần vượt khó vươn lên của từng hộ gia đình, nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh vẫn còn hơn 4%. Vì vậy, tháng cao điểm vì người nghèo sẽ là dịp để huy động nguồn lực từ sự chung tay sẻ chia của cộng đồng. Tại lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống tương thân tương ái, hưởng ứng đóng góp ủng hộ vào Quỹ vì người nghèo cả cấp, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, Quỹ vì người nghèo Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng đăng ký và ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở ngành địa phương về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các sở ngành địa phương tập trung triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, kịp thời cứu trợ, hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng bị chia cắt, không để người dân nào phải thiếu đói, rét. Công tác khắc phục cứu trợ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đợt mưa lũ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 10, toàn tỉnh đã di dời sơ tán 12.075 hộ với 37.190 khẩu. Mưa lũ đã làm 27 người chết, mất tích 15 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba, 13 người bị thương. Hàng chục ngôi nhà sập và hư hỏng, gần 85.000 nhà dân ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ đến nay khoảng 1.126 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, những ngày tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, yêu cầu cả cấp các ngành tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biến mới của thời tiết, triển khai hàng loạt các giải pháp, nhiệm vụ để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, chỉ đạo kiểm tra, ra soát ngay cả khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Đề nghị các địa phương lưu ý vận dụng linh hoạt phương án 4 tại chỗ trong phòng chống, khắc phục bão lụt, khẩn trương ra soát có phương án tối ưu về lực lượng, phương tiện tại chỗ, cơ sở thuốc men, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, lương thực thực phẩm cho người dân vùng sạt lở, vùng chia cắt, vùng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Về cứu hộ cứu nạn người bị nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tiếp cận Rào Trăng Ba, vận chuyển lương thực và tiếp tục xác định các vị trí sạt lở nghi có người bị vùi lấp, phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Thưa quý vị, liên tục trong nửa tháng qua, trên địa bàn tỉnh, lũ chồng lũ, bão nổi tiếp bão nên học sinh nghỉ học dài ngày. Điều này khiến cho chương trình giáo dục của các bậc học bị gián đoạn. Với phương châm, lũ rút đến đâu làm vệ sinh đến đó. Trong ngày 19 tháng 10, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đón học sinh trở lại học tập, trừ các trường học ở vùng thấp trũng bị chia cắt cô lập. Để đảm bảo chương trình học tập, ngành giáo dục cũng sẽ triển khai giải pháp dạy bù, học bù cho học sinh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, cả khối lớp của trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng đều tổ chức lễ mặc niệm để tưởng nhớ 13 cán bộ sĩ quan chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng vừa qua. Mặc dù không thể chào cờ đầu tuần toàn trường vì điều kiện thời tiết, nhưng mỗi một học sinh đều mang một cảm xúc thật đặc biệt khi nghĩ về các chiến sĩ vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Dạ, em cảm thấy là vô cùng thương tiếc vì đây là những nhiệm vụ cao cả của những chiến sĩ hy sinh mình để mà giải cứu những người bị nạn ở thủy điện Rào Trăng Ba. Em thấy rất là thiêng liêng bởi vì tụi em đã rất là cảm thấy họ đã hy sinh rất anh dũng để mà bảo vệ cho đất nước khi nào nhiệm vụ ở Rào Trăng. Trong buổi sinh hoạt cho cơ sở hôm nay có một nội dung khá đặc biệt, đó là một vụ mặc niệm của nhà trường dành cho những chiến sĩ đã hy sinh vì cứu trợ thủy điện Rào Trăng Ba.
Thông qua cái nội dung của cái phụ mặc niệm này, nhà trường muốn gửi đến thông điệp là giúp cho học sinh ghi nhận và có lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã hy sinh, và cũng qua đó để giúp cho các em thấy được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội. Trong hai đợt lũ liên tiếp vừa qua, các phòng học và phòng chức năng của trường tiểu học Phú Tân, huyện Phú Vang ngập sâu từ 0,5 đến 1,2 mét. Tất cả cán bộ, nhân viên và giáo viên của nhà trường đã tập trung nhân lực dọn dẹp sân trường, lau chùi bàn ghế, tiến hành khử khuẩn và vệ sinh sạch sẽ không gian bên trong và bên ngoài lớp học để đón học sinh quay trở lại trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường và an toàn cho học sinh khi đến trường. Trường đã kết hợp với giáo viên trong toàn trường, cùng với là lực lượng bộ đội biên phòng rồi hải đội 2 tiến hành dọn dẹp vệ sinh cho tất cả các khu vực, đặc biệt là trong phòng học cũng giống như là ở khu vực quán sân trường. Kết hợp với trạm y tế thị trấn Thuận An sẽ phun thuốc khử trùng toàn bộ cái khu vực sân trường cũng giống như trong phòng học để đảm bảo cái vệ sinh phòng dịch cho các em sau khi mà đến trường. Và cũng theo chỉ đạo của phòng giáo dục thì sau khi học sinh đi học trở lại thì nhà trường sẽ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền với nhiều hình thức để cho các em tránh cái tình trạng đuối nước trong cái quá trình đi học. Do ảnh hưởng của lục bão cho nên là cái vấn đề mà dạy học của nhà trường thì cũng có ảnh hưởng. Thì để khắc phục vấn đề này thì thực hiện cái công văn chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng là chủ động là có cái kế hoạch để mà dạy bù kịp thời sau khi học sinh đi học trở lại. Mặc dù trước, trong và sau bão, ngành giáo dục tỉnh đã chủ động công tác phòng chống và khắc phục hậu quả để học sinh sớm ổn định việc học. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn có gần 60% trường học trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể đi học lại trong ngày 19 tháng 10 vì nước vẫn còn ngập sâu, chủ yếu ở địa bàn vùng trũng của huyện Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà. Dù nghỉ học dài ngày, việc theo kịp chương trình cần có thời gian, nhưng để đảm bảo khung chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra, các nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng, bù tiết, học thêm vào các ngày nghỉ để đảm bảo chất lượng chương trình cho học sinh theo đúng quy định. Khi lũ lụt này là tụi em phải nghỉ học rất là nhiều, nghỉ học đến từ 1 đến 2 tuần hơn, thì cái tiến trình học của tụi em sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là khi tụi em cuối cấp mà phải chạy nước rút để tổng hợp kiến thức lại cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Dạ, em đã chuẩn bị cho mình một cái thời gian biểu ạ, và em đã chuẩn bị tất cả những tài liệu để mà khi mà có lũ lụt đến hoặc là mất điện thì chúng ta cũng vẫn có thể học tập lại bình thường. Thì thực hiện ý kiến các cái công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thì phòng sẽ căn cứ cái kế hoạch thực hiện kế hoạch dạy học sau lũ, thì nhà trường sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để đảm bảo chương trình cho các em khi các em quay trở lại, và trong cái thời gian này cùng sớm tổng vệ sinh để khắc phục đảm bảo những cái điều kiện an toàn tốt nhất cho học sinh học trở lại. Ngành giáo dục đào tạo cũng chủ động trong cái việc bố trí việc nghỉ việc học của các nhà trường, cho nên cái việc thiệt hại về người trong cái trường bão cũng giống như hai trường lũ thì không có những cái thiệt hại lớn. Tuy nhiên là thiệt hại về tài sản do nước ngâm lâu ngày. Về chương trình thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bù cho các em học sinh. Đối với những cái trường mà các em đi học trở lại thì đủ điều kiện để tổ chức an toàn thì tổ chức cho dạy học cho các em. Những em nào còn ở vùng ngập lụt thì nhà trường phải thông báo cho học sinh nghỉ, tiếp tục nghỉ, và sẽ có kế hoạch bù riêng cho những em học sinh này. Sớm ổn định việc học tập cho học sinh tại các trường sau bão lũ là việc làm cần thiết. Song đối với vùng lũ, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh được ngành giáo dục đặt lên hàng đầu. Dự báo trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể tiếp diễn. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả, ngành giáo dục tỉnh vẫn đang tiếp tục bám sát tình hình để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 05 năm 2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng. Trong đó, cơ quan này đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh cao đẳng. Để mở rộng đối tượng tuyển sinh, tại dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất đối với trình độ cao đẳng, đối tượng tuyển sinh bao gồm học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông,
người có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng, đã học và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành nghề đào tạo. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất bổ sung quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. Thưa quý vị, chương trình Hành Trình Đỏ gắn liền với nhiều hình thức tổ chức hiến máu sáng tạo, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào hành động nhân ái, hiến máu cứu người. Qua 4 lần tổ chức tại Thừa Thiên Huế, chương trình Hành Trình Đỏ đã có bước phát triển rất tích cực. Đặc biệt trong năm nay, tuy chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai dịch bệnh, song chương trình đã đạt được kết quả rất khả quan. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Năm 2013, Thừa Thiên Huế là một trong 14 tỉnh thành phố lần đầu tiên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện Hành Trình Đỏ do Ban Thường vụ Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ huy Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức. Từ đó đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 4 lần chương trình Hành Trình Đỏ và đều đạt thành công nhất định. Lần thứ nhất vào năm 2013, chỉ tiêu giao 1.000 đơn vị, đã thực hiện được 1.100 đơn vị máu. Lần thứ hai vào năm 2017 với chỉ tiêu giao 800 đơn vị, đã thu được 1.133 đơn vị máu. Năm 2019 thu trên 2.000 đơn vị máu. Và chỉ riêng năm 2020 không đạt chỉ tiêu giao ra do trùng thời điểm hai đợt dịch bệnh COVID-19 liên tiếp. Qua 4 lần tổ chức, Hành Trình Đỏ đã đem lại niềm vui cho người dân Thừa Thiên Huế, sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh với chiến dịch Hành Trình Đỏ nói riêng và phong trào hiến máu tình nguyện nói chung. Chương trình Hành Trình Đỏ hiến máu tình nguyện trên địa bàn của thị xã Hương Thủy chúng tôi thì trong những năm qua đã có những cái bước phát triển rất vượt bậc. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng như chương trình Hành Trình Đỏ là được bà con nhân dân tại địa phương, đông đảo cán bộ, công chức, công nhân viên chức là thực hiện là rất là đầy đủ, tích cực. Thì về cái Hành Trình Đỏ này đã về trên địa bàn của thị xã chúng tôi là rất nhiều lần và lần nào cũng thu được là những cái kết quả rất là khả quan, thu được nhiều đơn vị máu để đóng góp vào cái nguồn máu dự trữ tại là Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế để nhằm hỗ trợ giúp đỡ cứu chữa và điều trị cho những bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực miền Trung Tây Nguyên. Có thể nói rằng là với cái Hành Trình Đỏ nó đã tạo được một cái cú hích trên toàn quốc để máu có thể chảy trong cái giai đoạn mà sinh viên đang nghỉ hè thì lượng máu đang thường thiếu. Thì chính những đơn vị này thì trong cái cú hích của Hành Trình Đỏ lần này chúng ta đã làm đến lần thứ nhiều rồi và Huế làm lần thứ ba thì lượng máu nó sẽ bù đắp vào lượng máu của sinh viên khi trở về nghỉ hè. Và chúng ta ở Thừa Thiên Huế này nó đã tạo ra được một cái nhận thức thay đổi. Đơn giản là chuyện là chúng ta mặc dù chúng ta tổ chức cái sự kiện Hành Trình Đỏ nhỏ dần nhưng lượng máu thì lại tăng dần. Không chỉ đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, điều phối máu giữa cả khu vực, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo tới cộng đồng. Việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ sự kiện Hành Trình Đỏ vừa tạo hiệu ứng truyền thông tốt, vừa lan tỏa được những tấm gương tích cực về hiến máu tình nguyện trên cả nước. Năm 2020, thiên tai dịch bệnh đã thách thức đe dọa tới những kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và dịch vụ truyền máu nói chung. Bằng chứng là mỗi khi dịch COVID-19 bùng phát, thì ngay lập tức, ở nhiều địa phương, các lịch hiến máu liên tiếp bị hoãn. Chính vì vậy, thành công của Hành Trình Đỏ năm 2020 không chỉ vượt xa sự mong đợi, là hành trình lớn nhất về số địa phương tham gia, số đơn vị máu thu được. Hành Trình Đỏ còn có ý nghĩa đặc biệt khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các địa phương vừa cùng ngành y tế chống dịch, vừa phối hợp chặt chẽ tổ chức hiến máu phù hợp với nhu cầu sử dụng máu, đáp ứng đủ máu trong phòng chống dịch COVID-19. Cái Hành Trình Đỏ này đã tạo một cái chuyển biến nhận thức cho người dân chúng tôi là rất là tích cực. Hiện nay đến với phong trào hiến máu tình nguyện thì đa số phần lớn người dân, cán bộ, công nhân viên chức đều hưởng ứng một cách tích cực, tham gia sẵn sàng, nhiệt tình. Cho nên qua những cái đợt tổ chức hiến máu Hành Trình Đỏ tập trung thì số lượng là rất đông đảo và thu về được rất nhiều cái kết quả, những cái đơn vị máu rất là đảm bảo với cái yêu cầu đề ra. Mà Hành Trình Đỏ năm nay chúng tôi không tổ chức, vẫn thực hiện cái giãn cách xã hội và xa ra. Tuy nhiên hoạt động vẫn được tiến hành ở bằng cái tinh thần là giãn cách xã hội, vẫn có những cái tuyên truyền lưu động xe loa và vân vân và vân vân. Và những cái việc đó đã đảm bảo rằng chúng ta cung cấp đủ cái lượng máu cho bệnh viện Trung Huế, bởi vì lúc dịch này là chúng ta cần máu nhất.
Nhưng nếu chúng ta không làm, máu đã thiếu. Và chúng ta khẳng định rằng trong COVID cả ngay đợt đầu cũng như đợt sau này, Huế không hề thiếu máu. Mà máu ở đây không chỉ ở Huế mà nó còn đi đến Quảng Nam, Đà Nẵng, bởi vì thực sự nó phụ trách máu cho các tỉnh đó. Tôi chỉ khẳng định là một điều rằng nhận thức của người dân đối với cái vấn đề công tác hiến máu đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí họ còn nói rằng chắc là vài năm nữa thôi, cái sự kiện hành trình đỏ không cần nữa, bởi vì cái vấn đề hiến máu đã nằm trong cái nhận thức, trong tiềm thức của họ. Thông qua chương trình hành trình đỏ, công tác hiến máu tình nguyện trong những năm qua của tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển biến tích cực, với năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo nhu cầu nguồn máu để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân ngày càng cao. Đến nay, phong trào đã được triển khai rộng khắp, xóa xả trắng về hiến máu tình nguyện. Phong trào đã phát triển cả về chất và lượng, đã thu hút được nhiều đối tượng, nhiều cơ quan, đơn vị tham gia. Ban chỉ đạo các cấp đã thực sự quan tâm đến phong trào, công tác vận động đã thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tôn giáo và nhân dân tham gia. Như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là thông tin thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và đới gió đông trên cao nên ở Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 93 đến 95%. Thời tiết biển có mưa, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.